Vâng, chào anh chị, em là Việt Anh. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị tạo một cái pop-up ở trên hệ thống iRoot Blog cho cái website của mình. Đó. Đầu tiên thì đối với những anh chị nào mà chúng ta chưa bật tính năng pop-up thì chúng ta có thể vào cái phần cài đặt ở góc bên phải phía trên màn hình này để bật cái tính năng này lên. Chúng ta chọn vào phần cài đặt và chọn vào phần tính năng ở đây ạ. Đó. Thì pop-up builder này, ở hiện tại thì ở đây cái tài khoản của em thì nó đã bật tính năng này lên rồi. Còn đối với tài khoản của anh chị, một số anh chị thì nó đang hiện màu xám này ở đây, có nghĩa là tính năng này nó chưa được bật lên. Chúng ta có thể kích vào đây để nó hiện lên màu xanh, tức là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng tính năng này rồi. Đó. Thì để bắt đầu thiết kế cái pop-up này, chúng ta sẽ nhấn vào phần thiết kế ở đây. Tiếp tục ở phần pop-up, chúng ta bấm vào menu pop-up. Đó. Thì hiện tại đây em đang có một cái pop-up và cái trạng thái status tức là nó đang không hoạt động ở đây. Và để tạo một cái pop-up mới thì anh chị bấm vào Create New Model ở đây. Đó. Ở đây thì anh chị có thể sử dụng trang trắng, tức là chúng ta thiết kế từ đầu. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các mẫu pop-up mà nó có sẵn ở đây. Đó. Em có thể chọn một cái mẫu cho anh chị nhé. Ví dụ như là em chọn... đây. Chọn cái này và em bấm import zip. Đợi một lát ạ. Rồi. Đó, hiện tại đây là cái pop của chúng ta. Và chúng ta muốn chỉnh sửa phần nào thì chúng ta chỉ cần chọn phần đó để chỉnh sửa thôi. Ví dụ em muốn chỉnh sửa cái mục này chẳng hạn. Chào mừng bạn đã đến với website của tôi. Đấy. Tôi có một món quà muốn tặng bạn. Vui lòng nhập email ở dưới. Đó. Em phải thay đổi cái dòng chữ ở dưới này luôn, ở trong cái phần form opt-in này luôn. Đăng ký. Anh chị có thể để ý cái phần góc bên trái này ạ. Chúng ta sẽ có 3 mục, đó là design này, behavior này và submission. Đầu tiên là phần design này, chúng ta sẽ thiết kế, là cái phần chúng ta dùng để thiết kế cái pop của chúng ta. Như là phần name này thì chúng ta điền cái tên pop của chúng ta để sau này chúng ta có nhiều pop chẳng hạn, chúng ta sẽ dễ cái dàng phân biệt hơn. Là pop 1. Rồi xong rồi ạ. Tiếp theo là background, tức là cái nền đằng sau. Đó. Chúng ta có thể cho cái nền ảnh vào đây. Pop URL ảnh ở đây. Tiếp tục là form design, tức là cái form này chúng ta thiết kế cái form nó theo cái mẫu như nào. Ngang. Đây, em sẽ để như này. Style. Đó. Chọn màu. Chữ điền vào form. Rồi. Cái ô ở trong nó có màu gì. Đấy. Một số những cái khác nữa. Ngoài ra là button style, tức là cái nút, cái phong cách của cái nút này. 3D. Đó. Border. Cho cái bo cái nút này vào không. Đấy, anh chị có nhìn thấy cái nút này nó sẽ bo vào rồi đúng không ạ? Nhìn nó trông rất là đẹp hơn. Đấy, còn rất là nhiều những cái khác có thể chỉnh sửa. Tiếp theo là cái nút tắt. Đây, hiện tại thì em đang anh chị ở thấy là cái nút tắt, tức là nếu mà pop này nó hiện ra ấy, thì người dùng muốn tắt thì sẽ bấm một nút close ở đây. Thì có hai cách, là một chúng ta dùng ảnh. Đấy, tức là nó hiện ra đây. Và dùng ảnh nhìn nó sẽ đẹp hơn. Dùng text.
đó thì người ta dùng ta bấm vào dấu ảnh, bấm vào đây nó sẽ tắt. Đấy, đây là cỡ. Đây là các cái vị trí nó nằm trên pop-up hay là ở ngoài, trong hay là chèn lên. Tiếp theo là cái pop nó sẽ tắt khi nào, nếu mà chúng ta bật cái này lên ấy, tức là tắt sau khi người dùng click vào cái nút này. Còn đây là sau khi người dùng mà người ta chỉ cần dê chuột ở đây thôi, người ta chưa bấm là nút sẽ tắt rồi. Hoặc đây là nó sẽ tự tắt sau khi nó có bao nhiêu giây chẳng hạn, chúng ta chỉnh cái số giây ở đây chẳng hạn. Đó. Tiếp theo là chúng ta có thể chỉnh sửa cái hiệu ứng. Đây có hai hiệu ứng, tức là hiệu ứng khi mà pop nó xuất hiện. Em chọn đây chẳng hạn. Đó, nó rung rung. Hoặc là pop cái hiệu ứng khi mà pop nó mất đi. Rồi. Rất là đẹp ạ. Ngoài ra phần khác như kiểu là cỡ của pop-up, đây là căn này, đây em để như này. Rồi, như vậy là chúng ta đã em đã giới thiệu qua tổng quan về cách thiết kế pop-up này. Tiếp theo là cái mục chúng ta cài đặt cái pop-up nó xuất hiện như nào. Chúng ta bật Behaviour ở đây, Behaviour ở đây, Smart Lun này. Đây chúng ta đang để chế độ, tức là sau khi mà một giây, sau khi mà cái pop, sau khi mà người dùng người ta vào trong web của chúng ta, thì sau khi một giây thì cái pop nó sẽ hiện ra. Đây After Few Seconds đây. Ở phần Before User Leave Exit Intent này, tức là sau khi người dùng chỉ cần có ý định, tức là rời khỏi trang web, thì cái pop này sẽ hiện ra mà không cần người dùng người ta bấm dấu X, người ta chỉ cần dê dấu X thôi là cái pop này sẽ hiện ra rồi. Tiếp theo là After User Scroll, tức là sau khi người dùng lăn được bao nhiêu phần trăm đó, đây thì cái pop nó sẽ hiện ra. Ngoài ra còn một số phần khác nữa, After Content, Line, Manual Display, tức là chúng ta có thể dùng pop này vào trong cái landing page của chúng ta, chúng ta có thể copy cái code này cho landing page của chúng ta. Tiếp theo là Repeat Control, ở đây nó có sẽ có nút là bật tắt cookie. Nếu bật cookie này lên ý, thì cái pop này sẽ không hiện ra sau 3 tháng sau khi người dùng người ta tắt cái pop này đi. Đó. Chúng ta nên để, nếu mà chúng ta muốn là lúc nào cái pop nó cũng hiện ra, chúng ta sẽ tắt cái mục này đi. Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần. Ở đây còn một phần nữa, tức là model pop, model status, tức là chúng ta phải bật cái chế độ này lên. Enable model on site, tức là bật cái chỗ này trên website của chúng ta. Tiếp theo là phần submission. Rồi, ở đây tức là cái phần sau khi mà người dùng người ta nhấn pop-up thì chúng ta sẽ có một cái thông điệp gì đó chẳng hạn. Một là chúng ta sẽ có một cái dòng cảm ơn, ví dụ là cảm ơn bạn đã đăng ký. Đăng ký phần quà sẽ được gửi tới bạn sớm nhất. Rồi, hoặc là chúng ta có thể chọn, tức là direct user, điều hướng người dùng, tức là sau khi người dùng người ta điền pop xong thì nó sẽ dẫn đi trang đi đâu, chúng ta có thể dán cái trang vào đây đó. Và sau khi chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta để nhấn nút lưu ở đây để hoàn thành cái pop của mình. Đó. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem là cái pop của chúng ta nó đã hiện ra chưa. Hiện tại đang chạy. À rồi đây rồi. Hiện tại em cái pop-up này đã hiện ra rồi đây. Rồi em đang nhập email của em vào chẳng hạn. Rồi,
Như vậy là em đã hoàn thành xong cái phần pop của chúng ta. Và chúc anh chị sẽ thao tác thành công với cái thao tác này.